Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng là Vi Văn Duy, sinh năm 1991, Nguyễn Chí Bảo, sinh năm 1996, Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1993, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, do nắm được tâm lý của người dân, đặc biệt là những người cao tuổi luôn thích được tặng quà, nên Duy bàn với Bảo và Huy lập kế hoạch lừa đảo theo hình thức bán hàng, tặng quà khuyến mại. Bằng thủ đoạn tặng quà có giá trị tương đương sản phẩm đăng ký mua, nhiều người dân tin tưởng cho rằng nộp tiền đăng ký mua sản phẩm sẽ được nhận quà tặng có giá trị tương đương như các sản phẩm trước đó. Do đó, nhiều người đã nộp tiền để đăng ký mua sản phẩm củ sâm, hũ sâm có giá trị 3 triệu đồng một sản phẩm. Thực tế, giá trị sâm là 200.000 đồng một củ, hũ sâm là 1,1 triệu đồng một hũ. Khi người dân mất cảnh giác, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi. Qua xác minh, số tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được của người dân tại khu vực thị trấn Xuân Mai lên đến 120 triệu đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý việc một tài xế chở 6 người từ tâm dịch COVID-19 về trả tận nhà, trốn các trạm kiểm soát y tế và trạm thu phí. Trước đó, từ những hình ảnh trích xuất qua camera và thông tin của người dân cung cấp, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ do tài xế Trương Thanh Minh, sinh năm 1983, trú tại phường An Tây, thành phố Huế, điều khiển. Trên xe có chở 6 người từ thành phố Đà Nẵng ra Huế và trốn cách ly. Công an huyện Phú Vang đã tiến hành xác minh và phối hợp đưa 6 người trên đi cách ly theo quy định. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương nhanh chóng xác minh làm rõ, lập danh sách những trường hợp từ vùng dịch trở về chưa qua khai báo y tế, phối hợp với chính quyền địa phương đưa vào khu cách ly, hoàn tất hồ sơ để xử lý tài xế Minh và 6 người khác. Thưa quý vị, mới đây thì Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phát hiện và thu giữ gần 100 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực xã Nà Ngịu. Ô tô vi phạm mang biển kiểm soát 26C05273 do đối tượng là Lò Thanh Đảng điều khiển đi từ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về xã Triềng En, huyện Sông Mã. Trên xe chở gần 100 kg nội tạng, thịt và da trâu bò. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch cho số thực phẩm trên. Lực lượng chức năng huyện Sông Mã đã tiến hành thu giữ và xử lý theo quy định. Trong khi tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, công tác phòng chống dịch được xác định là cuộc chiến của toàn dân. Cùng chung một ý chí chống dịch như chống giặc với hàng triệu người dân, những cán bộ chiến sĩ các tỉnh biên giới của Tổ quốc cũng đang ngày đêm kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu và tiếp tục siết chặt đường mòn, lối mở và quyết tâm không để nảy sinh các vấn đề về xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời góp phần ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Lào Cai. Ngăn chặn được hơn 30 vụ với hơn 100 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện tuần tra kiểm soát, duy trì các điểm chốt dọc tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Chảy đã thay phiên nhau túc trực, phối hợp tuần tra nơi biên giới, ngăn không cho người dân nhập cảnh trái phép qua mốc biên giới 117 vào nước ta. Đồn biên phòng Nậm Chảy đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch ở các cấp độ, đồng thời ra quyết định thành lập cái tổ chuyên trách về phòng chống dịch COVID-19 và thành lập 4 tổ chốt chặn trên biên giới, phòng ngăn tuần tra ngăn chặn cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, phối hợp tham mưu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xã Nậm Chảy tổ chức các đội tuyên truyền và nắm tình hình sâu rộng trong các thôn bản, đặc biệt là các thôn giáp biên và thôn đồng bào Mông. Trực tiếp tham gia tuần tra, quản lý hơn 20 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Những ngày này, lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng Trịnh Tường luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, túc trực 24/24 giờ để ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Chúng tôi đã tổ chức tăng cường thêm lực lượng cho các tổ chốt và thành lập thêm một tổ tuần tra cơ động ở trên dọc các cái tuyến giao thông để kịp thời phát hiện và bắt giữ các cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi vào nội địa, với cái lực lượng tham gia là 35 đồng chí trên toàn tuyến và trực 24/24. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã thành lập 52 tổ chốt chặn trên biên giới và các tổ tuần tra lưu động để kiểm soát biên giới, bảo đảm đúng quy trình xuất nhập cảnh để phòng chống dịch. Qua đó đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc 17 người và xử lý một vụ án tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Do cái địa hình, thời tiết, khí hậu cũng như là cái thời gian đảm bảo chống dịch dài, do đó là cũng có cái vất vả. Tuy nhiên thì cái khó khăn chính của chúng tôi trong cái công tác phòng chống dịch
hiện nay. Đó là cái việc mà một là đối với lại cái cư dân là người Trung Quốc khi nhập cảnh thì hiện nay là cũng chưa có các cái khu mà cách ly đặc biệt của tỉnh để tổ chức là cách ly riêng biệt những cái đối tượng đó. Cái thứ hai là trong cái hoạt động xuất nhập cảnh gần đây thì có một số các cái cá nhân ở trong địa bàn tỉnh cũng như là trong cái khu vực biên giới tiếp tay cho cái phối hợp cùng với cái đối tượng phía đối diện tiếp tay để tổ chức đưa các cái đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì cũng gây khó khăn cho chúng tôi trong công tác quản lý bảo vệ biên giới. Với gần 200 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, việc tuần tra kiểm soát phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép của lực lượng biên phòng Lào Cai sẽ góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào nước ta, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân hai xã Na Mau và Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên liên tục phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản của mỏ than Minh Tiến, công ty cổ phần Yên Phước, đã làm nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân bị tàn phá nghiêm trọng. Đặc biệt, những đợt mưa lớn những ngày qua đã khiến cho khoảng 9.000 mét khối đất đá khu vực bên trên Ba Bể Lắng thuộc chân bãi thải mỏ than Yên Phước bị sụt lún. Tình trạng này một lần nữa khiến người dân lo lắng, bất an. Đây là khu vực Bể Lắng thuộc chân bãi thải mỏ than Yên Phước, thuộc xóm Ao Soi, xã Nam Mau, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho hơn 9.000 mét khối đất đá tại đây bị sụt lún với chiều dài khoảng 30 mét và lún sâu vào khoảng 0,6 mét. Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Vi Thị Quang cùng nhiều cán bộ xã Nam Mau đã phải đến trực tiếp từng hộ gia đình phía dưới chân bãi thải yêu cầu người dân sơ tán, di rời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Những người dân sống bên dưới chân bãi thải này rất chi là lo lắng. Lo lắng về cái nguy cơ sạt lở rất chi là cao. Nên mỗi lần có mưa đến là chính quyền địa phương làm công tác vận động di rời dân đi ra chỗ an toàn nhất để cư trú. Có đến 70 hộ dân hiện tại đang bị ảnh hưởng đến cái công trình khai thác mỏ than Yên Phước vì cái mìn rạn nứt nhà. Mưa bão này có ban ngành đoàn thể của xã đến ở xóm, cơ sở xóm là cũng đến vận động gia đình tôi là phải đi rời ra khu chỗ ở mới để an toàn cho tính mạng. Công ty thì cũng có cái hỗ trợ cho bà con tạm cư. Nhưng mà số tiền đấy chúng tôi ít quá bởi vì là không đảm bảo được cuộc sống chúng tôi ở ra ngoài được. Theo phản ánh của người dân, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Từ khi mỏ than Yên Phước đi vào hoạt động, nhiều hộ dân sống vì quá lo sợ đã phải chuyển đi nơi khác. Những ngôi nhà xây dựng kiên cố đành phải bỏ hoang như thế này, mặc cây cỏ mọc um tùm. Những người cố gắng bám trụ ở lại luôn sống trong cảnh bất an khi nhà cửa bị nứt toác, hư hỏng. Mưa bão là con sợ nó sập cái bờ tường này. Tôi cứ bảo các con các cháu vào rằng là đừng ngủ vào gần cái đầu đốc kia, nếu nó mà có gió là nó đổ nó đập xuống là chết hết. Tôi bảo đấy. Chúng tôi dân chẳng biết làm sao, chỉ biết kêu ông xã thôi. Nếu mà có cái gì thì phổ biến là đền bù thì chúng tôi được, mà không có thì chúng tôi cũng cứ phải ở đó biết làm thế nào. Cũng theo phản ánh của người dân, nhiều diện tích lúa, hoa màu của họ cũng mất trắng, không thể thu hoạch do đất đá từ mỏ than Minh Tiến vùi lấp. Lúc bắt đầu mới mỏ mới làm thì cũng nghĩ là nó làm nó cũng an tâm cho dân. Thì dân cũng bình tĩnh lắm, cũng không có gì cả. Nhưng làm một thời gian là cứ đổ đất bừa bãi, lấp bừa bãi, không nói gì đến dân. Xong bắt đầu là đùn hết đất xuống dân này này. Xong lũ lụt cho dân. Thế dân thì những cái chỗ này chè cháo là đỏ hết đất, không nên lúa, không cấy được. Đấy, ao chuông như của nhà đây là cũng không thả được cá nữa. Đấy, nó đục cả năm cái nước ấy, không bao giờ trong được nữa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Mau cho biết, mỏ than Minh Tiến có đặc điểm là khai thác trên đỉnh núi, không như các công ty khai thác ở chân núi và trong lòng đất. Khi than và các chất thải chưa kịp xử lý, chỉ cần mưa là nguy cơ sạt lở cao. Nơi tôi đang đứng là khu vực bãi thải của mỏ than Minh Tiến thuộc sở hữu của công ty cổ phần Yên Phước nằm trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Bãi thải có chiều cao hàng trăm mét như thế này nhưng lại không hề được che chắn một cách kiên cố. Chính vì thế mỗi lần mưa lũ xảy ra thì hàng nghìn mét khối đất đá từ khu vực này lại đổ sập xuống phía dưới, uy hiếp tính mạng cũng như là tài sản của hàng chục hộ dân nơi đây. Kiến nghị nhiều lần đến các cấp chính quyền nhưng đến nay những sai phạm vẫn chưa được mỏ than Minh Tiến khắc phục triệt để. Thảm cảnh kinh hoàng vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phần Mễ tại thôn Khuôn 1, xã Phục Linh cũng trên địa bàn huyện Đại Từ năm 2012 luôn hiện hữu trong tâm trí người dân những ngày này khi mưa lớn kéo dài.
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải Quảng Trị được nhà nước cấp ngân sách trồng bảo vệ rừng từ năm 1994, theo dự án 327, khu vực giáp danh Quảng Bình. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình lại cấp giấy quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong đó có gần 20 hectare rừng được cấp trồng lên đất rừng 327 do công ty Lâm nghiệp Bến Hải quản lý. Sự trồng lấn này đang khiến công tác bảo vệ rừng rất phức tạp. Ba vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng hơn chục ngày, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua. Diện tích cháy thuộc tiểu khu 552 và 549, khu vực giáp danh giữa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, làm thiệt hại hơn 10 hectare rừng thông từ 20 tới 25 năm tuổi. Hàng năm là cái diện tích ở đây là thường xảy ra là cháy vào một cái thời điểm mùa hè. Cái đối tượng mà cố tình đốt đấy thì họ thường thực hiện cái việc lén lút, nên là thực sự là rất khó phát hiện. Và thời gian cháy chủ yếu là vào các thời điểm là sáng sớm và vào thời điểm bữa trưa khi anh em đoàn mà nghỉ ngơi. Tại khu vực rừng giáp danh này, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã cấp 6 sổ đỏ cho 5 hộ dân với diện tích 25 hectare. Trong đó có hơn 18 hectare trồng lên rừng thông của công ty Lâm nghiệp Bến Hải đang quản lý. Lý giải nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết thời điểm cấp sổ đỏ, họ không hề nắm rõ hiện trạng đất. Trong cái thời gian cấp này là theo cái dự án của đa dạng hóa nông nghiệp làm thủ tục và thủ lý hồ sơ, thì trên tinh thần hiện trạng lúc năm 2009 thì cái khu vực này là quản lý ranh giới là chưa được rõ ràng. Thứ hai là cái hiện trạng đan xen cả thông và kéo ra, cho nên dẫn đến trong cái bộ phận thủ lý hồ sơ là có cái sự chưa xác định rõ ràng nữa đấy. Chính cái việc cấp sổ đỏ trồng lên đấy dẫn đến là hệ lụy là cái việc người dân có nguy cơ là vào để đốt, để là họ sau đó họ hợp thức hóa về quyền sử dụng đất trên sổ đỏ họ được cấp. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng sạt lở trên địa bàn của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng diễn biến hết sức phức tạp và đã có nhiều vụ sạt lở xảy ra, làm ảnh hưởng đến đời sống và gây tâm lý lo sợ cho người dân địa phương. Và tình trạng này có khả năng tiếp diễn trong thời gian tới. Vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020, trên địa bàn huyện Long Phú đã xảy ra 9 điểm sạt lở với chiều dài hơn 500 mét, ước tính thiệt hại tài sản hơn 200 triệu đồng. Những vụ sạt lở liên tiếp không chỉ khiến người dân mất đất sản xuất và phải di dời nhà, ảnh hưởng đến đời sống mà còn gây ra tâm lý lo lắng, bất an. Hồi đó tới giờ không có lỡ rồi, chị ở nhỏ tới lớn giờ không thấy. Với nó hồi lỡ này là không thấy có dấu hiệu. Nó làm bất ngờ quá, mình trở tay không kịp luôn á. Vô cái hàng ba thì cảm thấy cũng thấy sợ. Long Phú là huyện có hệ thống sông ngòi chằng chịt, người dân sinh sống tập trung ở nhiều tuyến kênh rạch. Đặc biệt là khu vực sông Sanh Tác, Vàm Trường Tiền, tình trạng sạt lở xảy ra thường xuyên. Do khu vực trên có nền đất yếu, lưu lượng dòng chảy mạnh và xoáy lâu ngày tạo nên những hố sâu dưới lòng sông. Nếu gặp những cơn mưa lớn kết hợp với chiều cường, thường xảy ra sạt lở. Bữa 31 tây giấc chiều, tối 8 giờ, nghe nó nổ gắt vậy á. Cái gà dòm thấy làm sao mà nứt một lần, mình tính là nó găng gì thôi, nó không có lỡ. Vừa nói gì cái nó làm gắt đưa xuống cái đùng luôn vậy. Mặc dù huyện Long Phú đã đầu tư xây dựng nhiều công trình chống sạt lở bờ sông, kênh rạch, tuy nhiên nhiều nơi trên địa bàn vẫn đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Để chủ động phòng chống sói lở, bảo vệ an toàn cho người dân, chính quyền đã hỗ trợ một phần kinh phí, khắc phục tạm và vận động người dân sinh sống gần bờ sông có ý thức chủ động phòng tránh. Đối với các điểm sạt lở nhỏ, người dân chủ động gia cố, sử dụng các vật liệu tại chỗ để tấn mé, giữ bờ như cọc tràm, bao cát, đá, đồng thời đốn hạ những cây lâu năm để tránh gió mạnh, gây đổ ngã, kéo theo sạt lở bờ sông. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị ủy ban tỉnh là hỗ trợ cái vốn để mà khắc phục các cái điểm sạt lở này. Còn riêng cái dự án sạt lở khẩn cấp bờ sông Hậu của cái tuyến rạch 1. Hiện nay dự án này thì chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban tỉnh, rồi là ủy ban tỉnh cũng đã báo cáo trung ương và cũng đã được trung ương đưa vào cái dự án là xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông.
Hiện nay, tình hình sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phương tiện và lưu thông, đe dọa đến tính mạng của người dân. Vì vậy, ngành chức năng cần sớm vào cuộc, có biện pháp tích cực hơn trong phòng chống sạt lở, để người dân yên tâm trong cuộc sống, góp phần hạn chế tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn.